Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Hơn 1.000 thanh niên Lào Cai lên đường nhập ngũ vào sáng nay ngày 20 tháng 2. Chính sách giảm thuế đòn bẩy kích cầu tiêu dùng sản xuất. Danh thắng rùa bậc thang Sapa tái diễn tình trạng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 2, ngày hội tòng quân đồng loạt diễn ra tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Tại huyện Bảo Yên, lễ giao nhận quân đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa. Tới dự và động viên các tân binh có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Năm nay, huyện Bảo Yên có 126 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự công an. Trong số 100 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 51 người viết đơn tình nguyện. Tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 60%. Các tân binh sẽ được đưa về huấn luyện tại hai đơn vị là Sư đoàn 316 Quân khu 2 và Trung đoàn 254 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các tân binh nhập ngũ được tiêm đầy đủ vaccine và xét nghiệm COVID-19. Trong ngày nhập ngũ, chiến sĩ trẻ đều bày tỏ quyết tâm phấn đấu rèn luyện để trở thành người chiến sĩ giỏi trong quân đội. Cũng trong sáng nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã tới dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Bát Sát. Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường đã động viên tặng quà chúc mừng 110 thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Các tân binh đều bày tỏ phấn khởi, tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng, hứa quyết tâm rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Bát Sát diễn ra nhanh gọn, đúng quy định và đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Các tân binh của huyện Bát Sát đầu quân cho 3 đơn vị, gồm Sư đoàn 316, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh. Tỉnh Lào Cai có 1.031 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, công an, được giao về 4 đơn vị, gồm Sư đoàn 316, Quân khu 2, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Thống kê của ngành y tế Lào Cai, trong tháng 2, vẫn còn trên 41.000 người cần phải tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ tiêm mũi bổ sung của toàn tỉnh hiện đạt 83,3%. Và mũi nhắc lại là 66,6%. Tỷ lệ trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine trên địa bàn tỉnh là 97,6%. Tuy nhiên, mũi 2 mới chỉ đạt 90,1%. Các huyện còn số lượng người cần phải tiêm nhiều là Sapa trên 11.000 người, Văn Bàn trên 6.700 người, Bảo Yên trên 5.200 người, Bắc Hà trên 5.100 người. Để đảm bảo tiến độ tiêm theo chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, ngành y tế đề nghị các địa phương tăng cường triển khai tiêm và số chưa tiêm sẽ hoàn thành trước ngày 28 tháng 2. 600 cây giống ăn quả và 120 kg thóc giống đã được trao cho các hộ dân xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát. Số vật tư nông nghiệp này do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vận động các đơn vị trong ngành ủng hộ. Theo đó, 3 hộ dân thôn Láo Vàng được trao 600 cây mận, đào và lê giống. 9 hộ dân thôn Sùng Bang được nhận 120 kg thóc giống lúa LC18. Sau khi trao cây giống, cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả và trực tiếp cùng bà con trồng số cây giống này. Trước đó, tổ công tác đã đi khảo sát để có hướng hỗ trợ cây giống phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Hoạt động này nhằm đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ sinh kế để các hộ từng bước thoát nghèo bền vững. Hôm nay, không khí lạnh đã trực tiếp ảnh hưởng tới Lào Cai. Nhiều địa phương có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông mạnh, rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng. Phóng viên Thu Hường sẽ cập nhật thông tin thời tiết tại Sapa lúc này. Thưa quý vị và các bạn, 3 độ C là nhiệt độ của trung tâm thị xã Sapa vào lúc này. Đúng như dự báo thì đợt không khí lạnh kèm theo mưa đã khiến cho nhiệt độ khu vực núi cao của Lào Cai giảm mạnh và Sapa hôm nay thì giảm tới 2,6 độ, trời rét đậm, rét hại. Hiện không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống các địa phương trong tỉnh khiến nhiệt độ vẫn trong tình trạng giảm thấp. Vùng thấp nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 8 đến 10 độ C, vùng cao ước khoảng từ 3 đến 5 độ C.
thị xã Sapa giảm còn khoảng 0 đến 2 độ C. Nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa tuyết, băng giá tại một số khu vực núi cao trong tỉnh, những nơi có độ cao từ khoảng 2.000 mét trở lên. Đây là một hiện tượng cực đoan rất nguy hại cho cây trồng, vật nuôi các loại. Do được cảnh báo sớm nên nông dân Sapa cũng đã chủ động các biện pháp để phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và phòng chống rét cho người. Và ngày hôm nay thì một số trường học tại khu vực vùng đỏ của thị xã Sapa cũng cho học sinh bán trú ở lại tại trường. Cùng với việc phòng chống dịch bệnh thì các cơ sở giáo dục cũng đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15 quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đây là một chính sách tác động sâu rộng đến đời sống và kinh doanh, được người dân, doanh nghiệp cũng như rất nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá cao. Nếu như trước đây, người tiêu dùng mua một đơn hàng trị giá 1 triệu đồng thì sẽ phải chịu thêm 100.000 đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Nhưng hiện thuế giá trị gia tăng đã giảm xuống chỉ còn 80.000 đồng. Đa phần người dân đều thấy vui mừng. Trong cái thời điểm Covid như này thì mà được giảm như này là như các chị đi mua hàng là mua nhiều mặt hàng ấy thì nó sẽ được giảm nhiều thì nó cũng gọi là nó cũng được hỗ trợ thêm cho chị em đi mua hàng thôi. Một số mặt hàng thì nó cũng được giảm dù là ít nhưng mà nó cũng giúp đỡ cho mình rất là nhiều trong cái cuộc sống, nhất là ở cái thời điểm mà dịch Covid như thế này. Ngay sau khi Nghị định 15 của Chính phủ có hiệu lực, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% đối với các nhóm mặt hàng theo quy định. Mặc dù mức giảm cho các đơn hàng không nhiều, nhưng lại rất có ý nghĩa trong bối cảnh bị tác động của đại dịch Covid-19. Thực ra thì mới triển khai cái đợt vừa rồi thôi, nhưng mà tôi thấy là cái tác động rất là tích cực. Thứ nhất là doanh nghiệp hạ giá thành các cái sản phẩm mình bán ra và khách hàng cũng có thể mua được với giá tốt hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, việc được giảm thuế VAT đầu vào sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm trực tiếp 2% chi tiêu bình quân. Điều này sẽ góp phần kiềm chế, kiểm soát việc tăng chỉ số CPI khi tiêu dùng trong nước dần phục hồi sau đại dịch. Khi mà chính sách được đi vào cuộc sống thì sẽ hỗ trợ cho rất nhiều người dân cũng như là cả doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ giảm bớt được cái gánh nặng về giá bán cũng như là cái chỉ số lạm phát của chúng ta sẽ phần nào được kiềm tỏa. Việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị định 15 của Chính phủ đối với một số mặt hàng nhất định bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực. Không chỉ người tiêu dùng được mua hàng với giá rẻ hơn mà bản thân các doanh nghiệp cũng được lợi từ chính sách này. Tiếp theo là những thông tin thị trường trong tỉnh ngày hôm nay. Giá một số loại sữa trên thị trường trong những ngày qua vẫn giữ ổn định. Cụ thể, thùng 48 bịch sữa tiệt trùng có đường Dutch Lady Canxi and Protein 220ml có giá 260.000 đồng. Thùng 48 bịch sữa dinh dưỡng ít đường Vinamilk 220ml có giá 320.000 đồng. Với sữa tươi tiệt trùng ít đường TH Chumil cùng loại có giá 370.000 đồng. Nếu như Tết giá cả một số loại đồ uống có tăng, thì sau Tết mặt hàng này đã bình ổn trở lại. Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh, giá các loại đồ uống hiện tại vẫn cơ bản ổn định. Cụ thể, nước ngọt như cam ép, Coca-Cola giá trung bình từ 180.000 đồng đến 220.000 đồng trên một thùng. Mặt hàng bia tùy thuộc vào thương hiệu sản phẩm có giá từ 220.000 đồng đến 400.000 đồng một thùng. Giá lợn hơi sau Tết Nguyên đán có chiều hướng giảm. Theo đó, thương lái tại Lào Cai đang thu mua lợn hơi tương ứng là 56.000 đồng một kg và 57.000 đồng một kg, giảm nhẹ 1.000 đồng một kg so với những ngày trước đó. Tuy giá lợn hơi có giảm, nhưng giá thịt lợn ở các chợ truyền thống vẫn giữ nguyên giá. Giá thịt lợn dao động ở mức từ 80.000 đồng đến 130.000 đồng một kg. Trong số 6 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh của huyện Bảo Thắng vào cuối năm 2021 vừa qua, quả chuối ngự An Tiến của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Sơn Hải đã đạt chuẩn 3 sao. Sản phẩm có thương hiệu, đem lại niềm vui và cơ hội về thu nhập cho những hộ trồng loại quả ngọt thơm này.
Cứ 15 ngày, vườn chuối ngự của gia đình anh Cao Văn Giang, thành viên hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Sơn Hải, lại cho thu hoạch một lần. Áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp và một phần hữu cơ, rất nhanh chóng, quả chuối ngự của người dân Sơn Hải đã có thương hiệu, được rất nhiều nơi đặt mua. Trồng chuối đây là đã phần là tận dụng nguồn phân chuồng, chứ không sử dụng phân hóa học nhiều, nên là cây chuối của mình là gần như là hóa phun thuốc thì là không phun rồi, vì chuối nó rất rất ít mầm bệnh, mà có những mầm bệnh về lấm thì lại chỉ sử dụng những cái sản phẩm như ví dụ như là gần như kiểu dạng thực phẩm chức năng đấy, là nó hỗ trợ để tiêu diệt nấm thôi. Nhiều năm trước, người dân ba thôn Đồng Tâm, Xoài Chát và Cánh Địa của xã Sơn Hải đã đưa giống chuối quý này vào trồng. Tuy nhiên diện tích nhỏ lẻ, cây chuối ngự chỉ thực sự mở rộng thành vùng sản xuất hàng hóa từ năm 2018 khi Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Sơn Hải thành lập, bắt tay xây dựng vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho xã viên. Hợp tác xã An Tiến thì đưa cái quy trình sản xuất an toàn hữu cơ vào trong cho người dân và từng bước là thay đổi nhận thức của người dân về cái việc sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp. Hợp tác xã thì người ta rất là năng động trong cái việc là đi tìm những cái thị trường mới như là siêu thị hay là những cái bếp ăn tập thể để giải quyết cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Diện tích trồng chuối ngự dần được rộng mở, hiện đã lên tới 13 hectare. Đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ trồng chuối. Như gia đình anh Cao Văn Giang, với khoảng 500 đến 600 gốc chuối, năm 2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá chuối giảm gần 1/3, nhưng mỗi tháng vẫn có thu nhập cả chục triệu đồng. Đối với lại cây trồng như cây chuối ngự này thì trước mắt thì nó là sản phẩm nó đem lại nền kinh tế cao hơn so với các sản phẩm nông nghiệp hiện tại như ở thôn mình đây, thì so với cây ngô hoặc là trồng những cây lương thực khác như sắn riết là nó sẽ cao hơn rất nhiều. Cuối năm 2021, quả chuối ngự An Tiến của người dân Sơn Hải được công nhận 3 sao cấp tỉnh. Đây cũng chính là động lực để Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Sơn Hải và các hộ dân mở rộng vùng trồng gần 20 hectare nữa, có thêm một vùng quả đặc sản ven sông. Xác định phát triển kinh tế rừng là một trong những lợi thế của địa phương. Xã Thái Điền, huyện Bảo Thắng đã lập quy hoạch, vận động nhân dân trồng rừng sản xuất, nâng cao nguồn thu. Xã Thái Điền hiện có hơn 6.651 hectare rừng trồng sản xuất. Hàng năm, những diện tích rừng đến tuổi, khai thác xong lại nhanh chóng trồng lại. Trên địa bàn xã cũng đã có một số cơ sở chế biến gỗ giúp cho việc tiêu thụ dễ dàng và giá trị gỗ rừng trồng được nâng cao. Riêng năm 2021, nguồn thu từ rừng của xã đạt trên 10 tỷ đồng. Lấy việc trồng rừng là một trong những lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Thái Niên đang tích cực vận động nhân dân trồng rừng, phấn đấu đưa diện tích rừng trồng lên trên 7.600 ha, chủ yếu là cây quế, mỡ, đồng thời phát triển loại rừng đa mục đích như trồng rừng bồ đề kết hợp với trồng gừng. Với lấy nhựa cánh kiến trắng, Thái Niên đặt mục tiêu năm nay thu 13 tỷ đồng từ rừng. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, những ngày này nhiều lao động trở lại nơi làm việc. Cùng với đó, một số trường đại học cao đẳng cho sinh viên học trực tiếp. Vì vậy, nhu cầu đi lại của hành khách có dấu hiệu tăng trở lại. Mấy ngày gần đây, lượng khách qua bến xe trung tâm bắt đầu tăng dần trở lại. Khu vực bán vé tại bến xe trung tâm trở nên nhộn nhịp hơn. Phần đông hành khách đến lấy vé là sinh viên các trường đại học cao đẳng chuẩn bị đi học tại Hà Nội. Nếu như trước đây, mỗi xe xuất bến nhiều nhất cũng chỉ đạt 30% số ghế, thì nay có những chuyến đã gần hết chỗ. Trước Tết thì khoảng 10 người trên một chuyến xe. Còn bây giờ sau Tết thì lượng khách sẽ đông hơn. Xe nhanh thì tầm khoảng hơn 20 người, còn xe bình thường thì tầm khoảng hơn chục người. Trong trạng thái bình thường mới, mỗi ngày tại bến xe trung tâm đã có lượng khách hàng trăm người đến và đi. Đó là tín hiệu khả quan, cho thấy ngành vận tải hành khách đang dần khởi sắc. Bến xe cũng chủ động chỉ đạo các nhà xe xin cấp phép xe tăng cường nếu nhu cầu hành khách tăng. Với cái kế hoạch được giao theo cái quy định cũ thì hiện nay nó đang bất cập, có thể không đáp ứng được cái yêu cầu nếu như lượng khách tiếp tục tăng lên. Thì chúng tôi chỉ mong muốn là các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Thông vận tải xây dựng Lào Cai sớm có cái thông báo cho phép các cái doanh nghiệp được khai thác trở lại theo kế hoạch. Dự kiến lượng hành khách sẽ tăng mạnh trong những ngày tới. Trong khi dịch vẫn diễn biến phức tạp, bến xe đã xây dựng phương án đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Hành khách phải quét mã QR, khai báo y tế hoặc viết tờ khai y tế trước khi lên xe.
hành khách cũng sẽ được đo thân nhiệt, nhắc nhở việc mang khẩu trang, sát khuẩn khi lên xe. Tháng 11 năm 2013, danh thắng ruộng bậc thang Sapa đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia danh làm thắng cảnh. Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel and Leisure cũng từng bình chọn ruộng bậc thang Sapa là một trong 7 thửa ruộng bậc thang đẹp, kỳ vĩ nhất châu Á và thế giới. Vậy nhưng danh thắng này vẫn tái diễn tình trạng bị xâm hại, mặc dù tỉnh đã có quy chế quản lý, bảo tồn và khai thác. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc danh thắng ruộng bậc thang Sapa liên tục bị xâm phạm. Gia đình là chính khẩu rồi thì nhà mấy nhỏ ấy, lấy hai mình dụng để dụng cái nhà cho giờ con. Không có đất ở thì cũng phải làm ở thôi, chứ nếu mà không cho làm thì bây giờ biết đi đâu mà làm. Chỗ nào cũng là của người khác hết rồi. Theo chính quyền địa phương thì khó khăn lớn nhất hiện nay là những hộ dân đã sinh sống làm nhà ở từ lâu đời, trước khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có quyết định công nhận di tích quốc gia danh thắng ruộng bậc thang Sapa. Họ có nhu cầu sửa chữa nhà ở do xuống cấp hoặc tách hộ cho con cái lập gia đình, ra ở riêng. Chính vì vậy, năm nào cũng có hộ xâm phạm vào khu vực danh thắng, dù đây là nơi nằm trong diện bảo vệ nghiêm ngặt. Trong năm 2021 thì đã có 18 trường hợp liên quan tới là xâm chiếm danh thắng ruộng bậc thang, thì cái này cũng đã đều được lập biên bản và xử lý, thì cũng và cũng cùng công tác tuyên truyền vận động thì bà con cũng đã tháo dỡ, và một số công trình chưa đủ điều kiện thì cũng như trong thời gian tới này thì cũng để đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ tổ chức cưỡng chế. Ruộng bậc thang Sapa, danh thắng nổi tiếng không chỉ riêng trong nước mà cả quốc tế cũng đã công nhận. Vậy làm sao để danh thắng ruộng bậc thang Sapa không bị xâm phạm? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các chương trình thời sự tiếp theo. Hiệu quả thí điểm phân cấp công tác cán bộ ở Bắc Hà. Thanh tra 33 đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà được thực hiện thí điểm cấp huyện, chủ động phân bổ biên chế cấp xã tại 5 xã thị trấn. Tới nay, chủ trương này đã mang lại hiệu quả rất rõ ràng. Chất lượng giải quyết công việc ở những nơi thí điểm đã được thực hiện tốt. Cán bộ công chức đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, anh Sùng Xeo Gia được điều chuyển từ xã Thải Giàng Phố về công tác tại văn phòng đảng ủy thị trấn Bắc Hà. Nhiệm vụ được giao cũng tương đồng như khi anh công tác ở xã. Theo cái công an chỉ đạo cấp trên thì điều động sang thì về chỗ thị trấn thì công việc thì nó khác nhiều so với ở xã. Thì cá nhân cũng hết sức là cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cái hai nữa là chuyển sang thị trấn thì một phần cũng là do cái đường đi lại nó tiện hơn, thuận tiện gần nhà gần cửa. Theo quy định, thị trấn Bắc Hà có 18 biên chế cán bộ công chức, khối lượng công việc lớn, một công chức đảm nhiệm rất nhiều đầu việc. Trong khi đó, tại nhiều xã, dân cư không đông, nhưng số lượng công chức được phân bổ cũng tương đương. Vì vậy, việc cấp huyện được chủ động điều chỉnh phân bổ biên chế cấp xã đã kịp thời khắc phục bất cập này. Cái khó khăn của thị trấn là gần như là đã được giải quyết đến 98%. Chất lượng giải quyết công việc thì đối với thị trấn là đã vượt bậc, là hoàn thành 100% cái kế hoạch thực hiện. Và cái khối lượng công việc của cán bộ đã được giảm tải rất là nhiều. Thực hiện đúng theo cái thời gian mà cái nhiệm vụ của nhà nước đã quy định. Qua thực tế thí điểm cho thấy chủ trương giao cho cấp huyện chủ động phân bổ biên chế cấp xã là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương. Qua đó giúp việc bố trí cán bộ cấp xã, thị trấn được thực hiện khoa học, hiệu quả. Và xét thấy cái vấn đề này thì là nó phù hợp thì cũng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy chính quyền các xã mà có cái số lượng cán bộ công chức giảm đi. Và qua thí điểm đánh giá thì nhận thấy là công việc thực hiện vẫn là rất là ổn và không có vấn đề gì. Và tất cả mọi thủ tục hành chính của bà con nhân dân đều được giải quyết kịp thời, đảm bảo. Mặc dù thời gian qua thí điểm mới chỉ được gần 2 tháng, tuy nhiên có thể thấy chủ trương phân cấp của tỉnh đã giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trong công tác cán bộ của các địa phương, giúp cho công tác quản lý, giải quyết công việc của nhân dân trên địa bàn các xã được thực hiện tốt hơn. Theo Điều 3 Nghị định 27 năm 2016 của Chính phủ, thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất như ốm đau, tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai.
Cụ thể, khi nhà ở của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di rời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3 triệu đồng một suất một lần. Thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên thì được trợ cấp mức là 500.000 đồng cho một thân nhân một lần. Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại điểm A khoản này được thực hiện không quá 2 lần một năm đối với một hạ sĩ quan binh sĩ. Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại điểm B khoản này được thực hiện không quá 2 lần một năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ. Hàng nghìn thanh niên ở Lào Cai lên đường nhập ngũ trong không khí tươi vui, phấn khởi, tự hào. Lào Cai triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ổn định phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Lào Cai bắt đầu đón đợt rét nhất từ đầu mùa đông. Một số nơi vùng cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Các biện pháp phòng chống rét đã được các địa phương tích cực triển khai. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Từ ngày 21 tháng 2, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu bắt buộc tất cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan phải khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc và cửa khẩu phụ Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác công tác quản lý nhà nước của các cấp ngành, lực lượng chức năng, từ đó được xử lý kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý. Nền tảng cửa khẩu số đi vào hoạt động sẽ giảm bớt được rất nhiều chi phí thời gian, công sức cũng như khối lượng công việc của các lực lượng chức năng và doanh nghiệp làm việc tại cửa khẩu. Bên cạnh đó, nền tảng cửa khẩu số còn được kết nối với bản đồ số và hệ thống định vị để điều tiết, giám sát mật độ lưu lượng xe hàng trong quá trình đưa lên cửa khẩu. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thanh tra các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của Bộ. Theo đó, đoàn thanh tra của Bộ Công Thương sẽ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của 33 thương nhân kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022. Đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu như điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thanh tra các vấn đề về giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đồng thời tập trung thanh kiểm tra về hệ thống phân phối xăng dầu, vấn đề mua xăng dầu và tiêu thụ xăng dầu trong nước và dự trữ xuất khẩu xăng dầu. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Làn sóng dịch bệnh thứ 5 tại đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đang lây lan với tốc độ chóng mặt, tác động nghiêm trọng đến các mặt kinh tế xã hội của đặc khu. Dịch bệnh đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi nhiều cửa hàng phải đóng cửa. Theo Hiệp hội Bán lẻ Hồng Kông, 70% trong số 22 công ty với hệ thống 3.900 cửa hàng và 74.000 nhân viên ghi nhận doanh thu giảm 20%, thậm chí một số giảm đến 60%. Khoảng 30% số công ty dự báo doanh thu sẽ tiếp tục lao dốc sau khi chính quyền Hồng Kông thực hiện quy định thẻ thông hành vaccine vào ngày 24 tháng 2. Trong khi đó, các mặt hàng thiết yếu lại đang có xu hướng tăng, bất chấp nguồn cung lớn hơn từ đại lục, tạo thêm gánh nặng cho người dân. Khủng hoảng về sức khỏe tinh thần đối với trẻ em Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch COVID-19. Đây là kết quả của hai nghiên cứu mới được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ công bố. Nghiên cứu cho thấy số lần các em nhỏ được đưa tới khám về các vấn đề liên quan đến bệnh COVID-19 đã tăng lên trong suốt thời gian đại dịch. Ngoài ra, số lần tới khám và tần suất tái khám ghi nhận theo tuần đối với một số trường hợp tổn thương, một số bệnh mãn tính và các lần khám liên quan đến các vấn đề sức khỏe, hành vi cũng gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em từ 5 đến 17 tuổi. Các bé gái ở độ tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng suy nghĩ tiêu cực về nhiều vấn đề của cuộc sống. Tỷ lệ bé gái trong tuổi này được đưa đến khám vì rối loạn ăn uống đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước đó. Trong khi số trường hợp mắc triệu chứng rối loạn giật cơ mặt cũng tăng gấp 3 lần ở nhóm bệnh nhi này. Cuba đang cố gắng vực dậy ngành du lịch của nước này sau nhiều tháng bị ngưng trệ do đại dịch COVID-19, khiến lượng du khách tới đảo quốc này giảm mạnh.
phần lớn ngành du lịch của Cuba chiếm 10% tổng sản phẩm quốc nội, vẫn phải đóng cửa cho đến tháng 11 năm ngoái khi hòn đảo này mở cửa trở lại và nhờ chiến dịch tiêm phòng thành công cho hơn 90% dân số. Cuba đặt mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022, qua đó giúp phục hồi kinh tế. Trước đó, các số liệu chính thức của Cuba cho thấy lượng khách du lịch tới nước này trong năm 2021 đã giảm tới 67% so với năm trước đó. Nắng nóng đỉnh điểm, giá rét kéo dài, kèm tuyết rơi dày đặc, mưa bão xảy ra liên miên và bất thường trong những năm trở lại đây, cho thấy tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày một nghiêm trọng, tác động không nhỏ tới sức khỏe của mỗi chúng ta. Những ngày qua, bờ đông nước Mỹ hứng chịu bão mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày và gió thổi mạnh. Hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng rất lớn tới giao thông và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Còn tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đang trải qua những đợt lạnh bất thường, làm nhiều người vô gia cư tử vong. Không chỉ riêng tại Mỹ, Ấn Độ mà nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản hay miền Bắc Việt Nam cũng đang trải qua những ngày giá rét, tuyết rơi dày đặc, mưa phùn. Theo các chuyên gia, nhà khoa học, biến đổi khí hậu là những hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên gay gắt hơn và khó lường hơn. Song song với đó là nguy cơ từ dịch bệnh bùng phát khiến việc chăm sóc sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu cho thời điểm hiện nay. Những chiếc xe máy rú ga ầm ầm chạy qua các khu dân cư sẽ sớm trở thành chuyện quá khứ ở Pháp. Mới đây, thủ đô Paris của Pháp đã đưa vào vận hành thiết bị radar đầu tiên giúp dò tiếng ồn của các phương tiện giao thông, đồng thời tự động nhận diện và chụp lại biển số để xử phạt. Paris đã vận hành thiết bị chống ồn đầu tiên trong kế hoạch kiểm soát tiếng ồn của các phương tiện giao thông nhằm thoát khỏi tình trạng thành phố ồn ào nhất châu Âu. Hiện Paris đang thử nghiệm xem liệu thiết bị radar đo tiếng ồn mới lắp có thể xác định chính xác biển số của xe máy hoặc ô tô hay không. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ chính thức phê duyệt lắp đặt thiết bị này trên toàn thành phố vào cuối năm nay. Paris lên kế hoạch bắt đầu phạt tiền các phương tiện gây ô nhiễm tiếng ồn từ đầu năm 2023. Nhà đấu giá Alaska, Mỹ cho biết sẽ đưa viên đá Opal có kích thước lớn nhất thế giới hiện nay lên sàn đấu giá vào ngày Chủ nhật 20 tháng 2. Giá khởi điểm cho viên đá độc nhất vô nhị này là 125.000 đô la Mỹ. Viên Opal nặng gần 12.000 carat được tìm thấy vào những năm 1950 trong cánh đồng Opal của Australia. Von Brandt, chủ sở hữu của viên đá quý, cho biết viên đá đã xuất hiện trong gia đình ông từ cuối những năm 1950 và gần đây cha của ông quyết định công bố nó cho cả thế giới. Viên đá quý này được so sánh với viên Olympic Australis là viên Opal đẹp nhất thế giới hiện nay. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.